Thưa quý vị, sau khi Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức chính thức phê duyệt tiếp tục triển khai chương trình đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, hai nước đã ký ý định thư chung về những nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn học viên một cách công bằng để đào tạo trong ngành chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nhiều cơ hội đã mở ra cho các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận với nền y học tiên tiến, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thu nhập cao. Tuy nhiên, cùng với đó là những điều kiện không nhỏ đòi hỏi nỗ lực từ chính các học viên. Tốt nghiệp Đại học Hà Nội, khoa tiếng Nga vào tháng 6 năm 2015. Nhưng cô gái trẻ sinh năm 1993 từ Thanh Hằng vẫn quyết định bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, làm điều dưỡng viên tại Đức. Hằng đã gác lại công việc hiện tại là một lễ tân khách sạn để theo học lớp tiếng Đức và kiến thức cơ bản của ngành điều dưỡng viên. Tôi thấy đây là một chương trình rất là tốt cho đặc biệt là sinh viên mới ra trường hoặc là học sinh vừa tốt nghiệp. Bởi vì là sang bên đấy thì đó là một môi trường chuyên nghiệp. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị này đã đào tạo tiếng Đức và kiến thức chuyên ngành điều dưỡng cơ bản cho hàng trăm học viên. Thời gian đào tạo từ 5 đến 9 tháng để đạt trình độ tiếng Đức sơ cấp A2. Đã có 136 học viên sang Đức để học nghề điều dưỡng viên tại các trường đào tạo nghề như trường đào tạo điều dưỡng viên Göttingen, bang Niedersachsen, Học viện đào tạo nghề Euro Academy ESO. Thu nhập trong quá trình học tập của các học viên từ 600 đến 800 euro một tháng, tùy thuộc vào các đơn vị mà học viên đi thực tập. Kết thúc 3 năm học tập chuyên môn, ứng viên phải tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia của Đức. Những người thi đỗ được tiếp nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động, thời gian từ 2 đến 3 năm. Sau đó, lao động có thể tiếp tục ở lại làm việc lâu dài, hưởng lương 1.800 đến 2.300 euro một tháng, chế độ phúc lợi như lao động bản địa. Đơn vị này cũng cho biết, công việc lựa chọn học viên rất khắt khe bởi những yêu cầu từ đối tác Đức. Năm nay thì các điều kiện của đối tác bên Đức cũng càng ngày khắt khe hơn. Vì vậy thì các em ở Việt Nam phải đảm bảo được các kỹ năng của bản thân cũng như là nỗ lực để đạt được cái trình độ tiếng Đức đủ tiêu chuẩn. Cộng hòa Liên bang Đức thiếu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người già. Vì thế năm 2013, trong một dự án thí điểm, lần đầu tiên 100 lao động chuyên môn Việt Nam đã được tuyển chọn tham gia khóa học đào tạo trở thành điều dưỡng viên chăm sóc người già tại Đức. Trái ngược với Đức, Việt Nam có một cơ cấu dân số trẻ với 60% dân số sinh sau năm 1975 và có tiềm năng dồi dào về nguồn nhân lực lao động. Tuy nhiên, lao động tại Việt Nam cần nhiều nỗ lực để có thể hòa nhập với môi trường làm việc tại Đức. But it's one thing, especially for German investors, is very important. It's to find a skilled and well-educated labor force. And I think this is a very important factor because you can find all over the world, you will always find another country which is cheaper as Vietnam or as Myanmar or Bangladesh and so on and so on. But it's very hard to find a country with really a skilled labor force and where is it possible to set a modern production process, for example. Khóa đào tạo ở Đức sẽ mở ra cho các bạn trẻ Việt Nam những triển vọng mới, kỹ năng nghề, thu nhập và ngôn ngữ. Và những lao động được đào tạo nghề và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức còn hứa hẹn sẽ là nguồn lao động tốt khi về làm việc tại Việt Nam.